Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ nghề. Thì em có mấy cái mũi đục của máy đục 17 ly nha anh em. Đó, có con này nó của con 21 ly nè. Mũi ray ruby. Đó, giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em mình mua đơn 300 ngàn, chuyển khoản đủ mới bao ship cho anh em được ha. Rồi em có về được một mấy chục ký, cả trăm ký dây điện anh em. Giá công khai luôn. Anh em mua hết luôn ha. Solo hết 100 kg, đổi lại là 70.000 một ký nha, 70.000 một ký chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em có thiện chí mua thì em sẽ phụ anh em 50% tiền phí vận chuyển nha, với điều kiện là mua hết thế nào ha. Còn mua 1-2 kg là sẽ giá khác nha, chứ không có giá đó nha. Đó thì dây đây em đã lựa từ cộng nha, dây Hatia Makita dây mềm đúng không ha, Makita Hitachi đồ gây ruby đồ đầy đủ nha, dây là trong máy cắt ra đó. Đó, giá là 70.000 một ký nha, mua hết ha. Thôi em quay lại đồ nè. Đầu tiên là cái mũi đục này đi, mũi đục Ray Ruby 21 ly nè. Mũi này bán cho anh em 250 nha. Mũi đục mã số 1, mũi đục số 1, mũi đục 250. Số 2, mũi này mũi 17 ly nè, đục một sẻn nha, 230.000. Số 2 230. Rồi số 3, 4 cái mũi của Mokuba da băng. Mokuba da băng có con này thì nó không có thấy đóng chữ nha, 17 ly đục dẹp. Và một cây đục sủi nè. Cây đục này nó có hơi cong cong xíu. Đó. Rồi 4 mũi này bán cho anh em là 350 ngàn ha. 4 mũi 350. Rồi mã số 3 350, mã số 4. Mũi đục 17 ly nè, mà cái mũi này nó bự cho anh em nha. Nó làm sẵn bên Nhật bên vậy nè. Nó xài rất là ít nha anh em. Rồi, mũi này bán cho anh em 250 nè, mũi bự ha. Mã số 4 mũi đục 250 luôn. Rồi em có con bào Makita. Bào này bán cho anh em 900 nha. 155. 155 mm Makita. Con này đời cục cao ha. Nó về bị cắt dây à. Em sẽ để lại cho anh em còn dây ha. Makita. Nè. Đây. Lưỡi ok ha. Rồi, em có con cắt 2290 mm nè, C12B luôn. Nó lưỡi thép gió ha. Con này rửa ra cái mới ken xà beng luôn ha. Con này bán cho anh em 900 ha. Con này 900.000. À. Con cắt 290 900k. Rồi, anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề nha. Đồ thì mới gì à nè, bao la luôn ha. Quy xích, anh em bữa có hỏi quy xích, nay có quy xích nha anh em. Cư xích nè, đây Hitachi nè nha. Đó, Hitachi Shindawa 500-550 nghìn con thôi. Đó. Rồi, anh em mua thì liên hệ nha. Có con cắt bàn nữa nè nha. Đó, hai con cắt bàn 380 á. Đó, 2.3 con. Cắt bàn 2.3 con ha. Rồi, có đội nữa nha anh em. Đội cá sấu nè. Đó, anh em hỏi đội, hôm nay có đội cá sấu nha. Con này thì 900 ngàn, 900k. Cắt tia ren. Con này thì bán cho anh em 800. EZ3560 không bao ha, bán nguyên hình nha. Mới ken 12V cắt tia ren 800. Rồi, anh em mua đi bày tiền hại em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề nha.